Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Sam Shop. Mình là Dương. Hôm nay mình sẽ review cho bạn một mẫu túi vừa là ba lô, để thích hợp cho những bạn nào mà có những chuyến tour độc lập một mình. Đây là túi treo sau xe Motorwalk. Thì đúng như tên gọi của nó sẽ treo ở phần phía sau yên xe. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra và cho các bạn xem những cái phụ kiện bên trong mẫu túi này nha. Đầu tiên, khi mở ra sẽ có một dây giữ phần túi như thế này, mở nắp túi để không bị bật ra phía sau. Và nó sẽ có một cái dây tăng đưa, tùy vào cái kích cỡ bạn muốn ngã hoặc là như thế nào đó, sẽ có một cái dây tăng đưa như thế này. Bên trong kèm theo phụ kiện là một áo mưa. Đây là một cái túi áo mưa dùng để khi trong quá trình đi mưa, các bạn chỉ cần chụp cái túi này vào là xong. Tiếp đến là dây ba lô. Dây ba lô này các bạn sẽ kết nối vào túi khi không cần thiết ở trên xe nữa. Các bạn sẽ gỡ túi này ra, kết nối vào và các bạn sẽ đeo thành một cái ba lô nha. Phần dây quan trọng nhất là phần dây kết nối vào xe. Ok, bây giờ mình sẽ thử lắp đặt lên xe cho các bạn xem nha. Các bạn có thể thấy ở phần bộ dây kết nối này sẽ có hai dây dài nhất dùng để bám vào yên xe, vào yên xe như thế này. Và bốn dây còn lại sẽ kết nối vào túi. Đầu tiên bây giờ các bạn sẽ mở yên xe lên, chọn một phần mà các bạn muốn kết nối. Thì bây giờ mình sẽ chọn ở phần là tránh phần gầy yên này ra. Mình sẽ để ngay vị trí này. Rồi, đầu tiên mình sẽ gài phần màu dây màu xám này lại. Rồi, khi kết nối lên xe các bạn sẽ đưa ra được bốn dây như thế này. Thì bốn dây này sẽ kết nối vào phần bốn giắc ở túi. Rồi, tiếp theo các bạn chỉ đặt phần túi lên và kết nối vào đúng bốn vị trí giắc đã cố định. Rồi, khi đã kết nối xong, các bạn chỉ cần thắt dây lại cho nó căng túi vừa đủ là ok. Ngoài công dụng các bạn có thể treo ở sau xe, các bạn có thể dùng cho những dòng xe nắc kịch bay, như là các bạn có thể để lên bình xăng hoặc là để lên những thùng như là thùng nhôm hoặc thùng VV. Bây giờ mình sẽ kết nối thử vào những xe có bình xăng nha. Thì đối với những xe có bình xăng thì các bạn không có thể sử dụng những phụ kiện đi theo bộ được, mà thay vào đó các bạn sẽ sử dụng những phụ kiện ở bên ngoài, ví dụ như là dây cắm trại nè đều được, hoặc là những cái bộ dây trong những cái bộ túi khác, hoặc là các bạn có thể mua riêng những bộ dây này ở trên Shopee hoặc Lazada đều có. Rồi bây giờ trên xe này mình sẽ tận dụng những vị trí như là chống đổ hoặc là gác chân sau để mình kết nối vào cái phần túi này. Khi kết nối lên xe thì các bạn sẽ có một cái form như thế này, rất là cứng cáp. Cách kết nối những mẫu túi như thế này nó sẽ không mặc định là một cách kết nối, mà các bạn có thể sáng tạo nhiều cách khác nhau tùy vào cái hoàn cảnh khác nhau và cho dòng xe của mình. Như chiếc xe này mình sẽ kết nối vào cái phong cách như thế này, tận dụng tối đa những thứ mà xe đang có, như ví dụ như chống đổ hoặc là gác chân, những cái điểm kết nối rất là chắc chắn nè, rất là chắc chắn. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn một cách kết nối khác nữa nha. Cách kết nối này rất là đặc biệt. Thì thường mình thấy những xe phân khối lớn, các mấy anh thường hay sử dụng thùng top này, nhưng mà còn những vị trí như cái quai thùng này nè còn dư, dùng để xách thôi, không có tận dụng được, thì bây giờ mình sẽ tận dụng được cái quai xách này luôn. Mình kết nối thêm một cái túi Motorwalk lên đây nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối nha. Thì để tiến hành kết nối thùng nhôm này, mình sẽ sử dụng lại bộ giắc của túi luôn nha. Thì bộ giắc các bạn sẽ trải ra như thế này, và hai sợi dây này mình sẽ không cần dùng luôn. Hai dây này mình sẽ không cần dùng, dùng bốn sợi kết nối chính này thôi. Đầu tiên các bạn sẽ vòng qua đây, vòng qua những cái thanh tay sách như thế này, hai cộng hai bên. Sau đó các bạn đặt túi lên và kết nối. Vậy là xong. Tại các bạn đã kết nối được thêm một túi vào thùng, sẽ tăng dung tích chứa lên cho các bạn nữa. Cách kết nối này sẽ áp dụng cho những xe có thùng top, có hai quai xách bên hông này. Thì cách kết nối này nó sẽ mang lại cho các bạn là sự tiện lợi, nghĩa là linh động trong mọi trường hợp. Nghĩa là những cái đồ các bạn ít sử dụng các bạn sẽ bỏ vào trong thùng này, và những cái đồ mà các bạn thường xuyên sử dụng trong quá trình đi, ví dụ như là máy ảnh, áo mưa hay là bao tay gì đó, các bạn sẽ ưu tiên bỏ vào trong cái túi này, để các bạn khi mà đến một địa điểm nào đó các bạn chỉ cần tháo ra, chuyển thành ba lô và đeo lên mình. Nó sẽ tiện dụng hơn là các bạn phải mở thùng ra lấy vật dụng các thứ, thì nó sẽ rườm rà và tốn thời gian của các bạn. Chắc các bạn đang thắc mắc nãy giờ mẫu túi nhỏ thế này thì có thể đựng được bao nhiêu đồ. Thì mình xin nói luôn, thì mẫu túi này có thể đựng lên tới 32 lít. Thì tại sao lên được 32 lít, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra, bây giờ mình sẽ thử nha, mình thử bỏ nhiều vật dụng xem cái túi này chứa được bao nhiêu nha. Đầu tiên các bạn không thể thiếu đó là áo mưa. Bộ áo mưa này bỏ vô đây. Áo mưa thì phải có ủng đi mưa,
đây là ủng đi mưa, mình sẽ gấp gọn lại ở đây. Thì các bạn thấy để vậy lại chật rồi đúng không? Đây là cái phần đặc biệt nè. Rồi ở bên hông túi sẽ có một cái phần phép bao tuyên nữa, các bạn sẽ mở ra. Mở ra. Đó, khi mở ra các bạn có thể nâng dung tích túi lên được. Các bạn có thể nâng dung tích túi lên như thế này. Rồi các bạn đựng thêm đồ. Đó, bây giờ mình sẽ đựng thêm đồ vô nha. Rồi, bộ bơm vá Stop and Go, một bình nước và phụ kiện của túi luôn nha, mình sẽ bỏ vô luôn. Đó. Khi bỏ đầy như vậy nhưng mà còn chỗ trống rất là nhiều, các bạn có thể bỏ như là điện thoại, sạc dự phòng. Không thể thiếu đó là chai dưỡng sên và chai vệ sinh sên. Rồi, bỏ vô luôn. Đó. Rất là gọn gàng. Đây là dung tích thật của túi, là có thể mở rộng lên tới 32 lít. Hiện tại mẫu túi này shop mình đang có hai size là size L và size M. Thì hiện tại như các bạn đã thấy, đây là size L. Thì size M sẽ nhỏ hơn một xíu. Bây giờ mình sẽ lấy ra so sánh nha. Trước mặt mình đây hiện tại sẽ có hai size, bên tay phải của mình là size L và bên trái của mình là size M. Thì hai size này sẽ có những cái khác biệt không lớn cho lắm. Đó là size L sẽ lớn hơn size M. Đó là 3cm về chiều dài và chiều rộng, và dung tích của size L đó là 32, còn dung tích của size M là 28. Đối với size M sẽ có giá là 970.000, còn đối với size L có giá là 1.070.000, sẽ chênh lệch nhau là 100.000 cho mỗi túi. Nếu mà đừng các bạn để nhiều đồ như thế này, các bạn sẽ nghĩ là cái túi này sẽ bị kẹn gió và làm đảo xe. Đây là hình ảnh thực tế nhất khi các bạn kết nối lên thùng và full đồ. Thì các bạn sẽ thấy là nếu mà về cản gió thì sẽ có cản, nhưng mà không đáng kể, tại vì cái form của túi này nó sẽ là bầu về phía trước và trên phần nắp là bằng nhựa cứng. Đó, sẽ vuốt gió ra đằng sau. Để tránh trường hợp là các bạn chạy chở nặng như đi ba thùng mà các bạn chưa quen sẽ bị đảo qua đảo lại, thì cái này nó sẽ không đáng kể nếu các bạn đi ba thùng quen rồi. Và kể cả khi các bạn ở trên thùng hoặc là trên xe hoặc là những kết nối những vị trí khác cho những dòng xe khác, thì nó sẽ vẫn có những cái form khí động học như thế này, nên các bạn yên tâm nha, không bị đảo xe hay gì đâu. Trên thị trường có rất nhiều mẫu do mẫu túi treo thâu xe, nhưng mà Motorwork thì đã có từ rất là lâu rồi, và chất lượng Motorwork thì không phải bàn nữa. Nếu mà các bạn lướt Shopee hoặc là Lazada hoặc là những sàn thương mại điện tử khác thì dễ dàng bắt gặp những loại túi như thế này, chỉ có giá vài 300-400 ngàn thôi, nhưng mà về chất lượng sẽ không đạt và không tốt bằng như của Motorwork. Thì không phải mình nói ở đây là mình nói là các bạn nên chơi hàng chính hãng hay gì hết, mà mình nói về cái chất lượng và giá thành thì sẽ giống như là người ta hay nói là tiền nào của đó. Và nếu mà các bạn mua đồ chính hãng thì sẽ có cái chính sách bảo hành, đổi trả và cam kết về chất lượng cho các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng yên tâm hơn. Rồi còn những sản phẩm hàng kém chất lượng hơn thì các bạn mua về thì nếu mà có lỗi hoặc hư, các bạn không biết tìm ai để mà bảo hành hoặc là đổi trả sản phẩm đó. Thì đó là mình nói về sản phẩm túi này. À, quên nữa, còn thiếu một món phụ kiện, đó là túi đi mưa. Mình sẽ bây giờ sẽ kết nối cho các bạn xem luôn. Đây là túi chống nước. Thì ở trên phần đầu sẽ có hai điểm dây rút như thế này để các bạn bó sát vào túi. Và tiếp đến là sẽ có hai phần phản quang giúp các bạn đi trong buổi tối, khi ánh sáng chiếu vào, người sau chiếu vào sẽ phản lên, sẽ tăng độ chú ý hơn, tránh gây tai nạn. Thì ví dụ trời mưa, mình sẽ chùm lên như thế này. Khi chùm túi mưa, túi đi mưa các bạn lưu ý là phải nhét cho cái phần miệng túi vào bên trong và sau đó siết lại nha, để tránh trường hợp mà các bạn chạy ở vận tốc nhanh quá thì túi này sẽ bị bay ra ngoài luôn. Có trường hợp khách mình bị rồi. Đó, xong. Sau khi kết nối thì các bạn sẽ được như thế này. Đây mẫu phản quang trước và mẫu phản quang sau. Rồi, thì công dụng thứ hai của mẫu túi này đó là mình cũng mới biết được gần đây thôi. Đó là khi anh Hoàng đi tour về á, mình thấy ảnh sử dụng cái túi này để đựng những cái đồ dơ. Đó, bạn đựng như một cái túi này luôn. Sau bạn cột lại như thế này, để cách biệt những phần đồ dơ ra trong những cái vật dụng cá nhân của mình. Đó, một cái sáng kiến rất là hay đến từ vị trí của anh Hoàng. Rồi bây giờ nếu các bạn muốn chuyển đổi túi này thành ba lô thì đầu tiên các bạn sẽ lấy túi này xuống. Đây là hai cái dây kết nối ba lô, hay được gọi là dây qua đeo á. Rồi trên dây sẽ có phần hai đầu móc như thế này, và một phần gài ngực. Đây là dây gài ngực. Trên phần túi sẽ có bốn móc nhỏ, bốn cái chốt nhựa đây, chốt nhựa để các bạn kết nối ba lô. Các bạn chỉ cần móc như vào thôi, kết nối vậy là xong. Và bây giờ mình sẽ đeo thử nha. Đây, khi các bạn mang lên người sẽ được như thế này.
đằng trước sẽ có một cái dây đeo ngực giữ cho ba lô chắc chắn hơn, và sẽ tăng đưa tùy chỉnh theo cái form người của các bạn lớn hay nhỏ. Ở dưới đây sẽ có hai dây tăng đưa. Nếu các bạn cảm thấy mà túi này nó bị ngã ra sau nhiều quá thì các bạn sẽ kéo này xuống, ôm sát vào người hơn để dễ vào di chuyển thôi, rất là gọn gàng. Trong quá trình mà các bạn sử dụng túi xong rồi, các bạn chỉ cần tháo ra rồi kết nối lên phần thùng lại là xong, không cần phải tháo cái dây đeo ra nha, kết nối lên thùng lại là xong. Thì tóm lại, mẫu túi này sẽ thích hợp cho những bạn đi một mình hay còn gọi là độc hành đó. Đó là toàn bộ những cái công dụng và sự tiện ích của mẫu túi này. Nếu các bạn có thể tìm ra được cái cách kết nối mới trên một cái dòng xe nào đó thì các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết nha, để mình học hỏi thêm những kinh nghiệm và chia sẻ cho những người khác. Đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu có thắc mắc nào, các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nha. Bye bye.